Mình chào quý vị và các bạn anh chị đang xem kênh nha. Đây là những hoa đậu biếc nha quý vị. Dàn hoa đậu biếc cũng như vậy, bông đẹp rực luôn. Hoa đậu biếc này thì hầu như nhiều người đều biết hết trơn, nó là có tác dụng làm trà đó nghe quý vị, trà uống nha, thanh nhiệt cơ thể. Dạng hoa đậu biếc khủng nghe quý vị. Bên kia có những cây chắc bá diệp nữa, cây chắc bá diệp lớn luôn. Hoa đậu biếc này mình ngắt ra một hoa như gì nè quý vị, vì là để nguyên cuốn nguyên gì luôn, là mình phơi khô để dành để làm trà uống nha. Còn nếu mà quý vị trồng số lượng ít thì để nguyên bông tươi gì uống thì càng tốt hơn, khô là để dành dự trữ thôi. Sát đất luôn quý vị. Công dụng của hoa đậu biếc này rất nhiều công dụng như vậy. Cặp bướm đẹp quá, bướm nó lại nó hút mật hoa. Bướm đậu dàn hoa đậu biếc này quá nhiều luôn quý vị. Hoa đậu biếc này trồng là cũng cả 6 tháng rồi đó nghe quý vị, lâu lắm. Bông lên bông nè quý vị, lẳng mẳng nhấp chân nè. Nó hô mà nó ra được bông là bông nhiều lắm nha quý vị. Sai bông lắm, xuyên bông lắm. Này mình kiếm trái già này, mình hái để già để giống mà không có nha quý vị. Nó chưa có già nè, mới quá trời luôn. Công dụng hoa đậu biếc thì rất nhiều công dụng nha, mà chủ yếu nó là trà, là thanh nhiệt cơ thể nha quý vị. Nó rất tốt cho sức khỏe nha. Những người mà tiểu đường hay là gan gì vẫn uống được nha. Đây có con ong hút mật nữa nè. À, ong nó đậu hút có hoa rất nhiều mật hoa nè. Vô tới trong nó hút mật nó vậy. Còn ông này vô tới trong ở miết trong đó không ra luôn. Có gà đông quá chắc còn mặt nhiều, nó ở nó hút hơi lâu.
ông nhắc nhiều cái gì ông mặc, tôi còn gọi ông gùi nữa. Đây ba con luôn á, đây một con, đây một con và trên đây một con nữa nè. Đây con này trên đây là nãy giờ nó được bay rồi. Phía dưới đó có cây rừng to nữa, rừng đang ra bông nữa nè, đang ra bông thòng xuống đó. Có dây giác bò nữa nha quý vị.